nữa đề nghị tất cả các vận động viên, các em nhỏ, ta chuyển lên trên, chuyển hẳn lên trên, chúng ta ngồi lạc và chúng ta đứng vậy. Những mảnh vỡ có thể văng ra và nó vô tình thì nó sẽ ảnh hưởng. Một lần nữa tôi đề nghị tất cả các vận động viên, làm sao chúng ta chuyển lên trên khán đài.